Ba chị đẹp làng hài Puka, Diệu Nhi, Khả Như dính nghi án nghỉ chơi, nguyên nhân là gì và sự nghiệp ai hơn ai? Sau hôn lễ lãng mạn tại Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới đây Puka và Gin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức bữa tiệc cưới thân mật tại Đồng Tháp, quê nhà cô dâu. Với nhiều mối quan hệ trong showbiz, đám cưới Puka, Gin Tuấn Kiệt đã có sự góp mặt của loạt ngôi sao đình đám và tất nhiên kéo thêm nhiều điều thú vị trong ngày trọng đại. Cũng như nhiều đám cưới của các nghệ sĩ khác, đám cưới Puka, Gin Tuấn Kiệt là màn quẩy hết cỡ của hội bạn thân thiết, đặc biệt là nhóm bạn bước ra từ chương trình Sao Nhập Ngũ. Được biết, sau khi Sao Nhập Ngũ 2022 kết thúc, các nghệ sĩ tham gia chương trình như Độ Missy, Hòa Minzy, Minh Tú, Puka, Suy Khánh, Anh Tú, ST Sơn Thạch, Cara Phương đều duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời thật. Một trong những màn hội ngộ được mọi người trông chờ nhất đó là sự tái ngộ của nhóm bạn, ba cô gái Khả Như, Puka, Diệu Nhi. Nhiều năm về trước, đây là những người bạn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết trong làng hài. Nếu so với Puka và Khả Như thì tuổi nghề của Diệu Nhi có phần ít hơn, nhưng điều này không ảnh hưởng mấy tới sự nổi tiếng của người đẹp. Cùng là diễn viên hài thường xuyên gặp nhau trong các sự kiện, việc đi diễn chung đã hình thành mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp của cả ba. Bản thân Diệu Nhi cũng từng lên tiếng khẳng định mối quan hệ thân thiết của cả ba. Mọi người hay nhìn nhận là trong showbiz sẽ không có tình bạn thật sự, không hẳn là phía diễn viên nữ hay diễn viên hài gì hết, nhưng theo Puka, ăn thua ở tính của mỗi người thôi. Ví dụ tôi và Khả Như cũng chơi thân với nhau từ đó giờ rất lâu rồi, cũng rất là bền. Tôi với Diệu Nhi cũng chơi với nhau xong rồi mọi người đồn hai đứa là không chơi với nhau, cạch mặt nhau, không có nha, chúng tôi vẫn chơi với nhau. Đám cưới Puka, Gin Tuấn Kiệt được xem là một sự kiện hot của làng giải trí Việt những tháng cuối năm. Từ sau thông tin xác nhận cho tới ngày cưới, đều quy tụ đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ và các nghệ sĩ trong showbiz. Thế nhưng giữa ngày vui của Puka, hai người bạn thân thiết một thời là Diệu Nhi và Khả Như đều không có bất kỳ động thái nào. Trên trang cá nhân của mình, tấm ảnh duy nhất Khả Như đăng về chuyện vui của người bạn mình là ngày Puka được Gin Tuấn Kiệt cầu hôn. Người đẹp cũng vắng mặt trong bộ ảnh chụp cùng cô dâu chú rể và sau đó là liên tiếp vắng mặt trong hai đám cưới tổ chức tại Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh. Trên mạng xã hội, Khả Như cũng không có bất kỳ động thái nào liên quan tới ngày vui của người bạn thân thiết. Về phía Diệu Nhi thì cũng tương tự như vậy. Chính những điều này khiến mọi người không khỏi nghi vấn phải chăng tìm muội tình thâm trong quá khứ giờ đã thành tàn tro lạnh lẽo. Theo nhiều người, việc bị trùng lịch là điều bất khả kháng khi lịch trình nghệ sĩ đều rất bận rộn. Tuy nhiên, đám cưới của Gin Tuấn Kiệt, Puka tổ chức những hai lần ở Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh mà Diệu Nhi và Khả Như đều liên tiếp trùng lịch thì có lẽ hơi khó hiểu. Chính vì vậy, netizen đã lý giải cho sự vắng mặt của cả hai tại đám cưới Puka có lẽ là do giận hờn, nghỉ chơi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi, vì trong thực tế không phải mối quan hệ nào cũng được chia sẻ lên mạng xã hội, không phải sự vắng mặt nào cũng xuất phát từ nguyên nhân nghỉ chơi hay cạch mặt. Biết đâu, Khả Như và Diệu Nhi sẽ có mặt tại đám cưới Puka ở Đồng Tháp thì sao? Bây giờ hãy cùng Hero Thanh so sánh về sự nghiệp của ba cô gái làng hài Puka, Diệu Nhi, Khả Như xem ai có sự nghiệp nổi trội hơn nhé. Puka. Năm 2008, sau khi thất bại trong kỳ thi của Học viện Hàng không, Puka lúc 18 tuổi quyết định không trở về quê nhà ở Lai Vùng, Đồng Tháp, nơi nổi tiếng với món nem. Thế nhưng may mắn đã đến khi Puka gặp vợ chồng nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ, người đã hướng dẫn cô vào khóa đào tạo diễn viên tại công ty Lasta. Tại đây, Puka học từ những bậc thầy trong ngành sân khấu và điện ảnh như đạo diễn Đào Bá Sơn, diễn viên Minh Nhí, Công Ninh. Sau thời gian học tập, cô tự tin thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu sự nghiệp với một vai nhỏ trong vở diễn Họa Hồn. Puka nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và trở thành một cái tên quen thuộc trên sàn diễn sân khấu. Puka đã tham gia vào nhiều vở diễn nổi tiếng như Đời Như Ý, Thần Tiên Cũng Nổi Điên, Hợp Đồng Yêu Đương, Chuyện Tình Bangkok, Mỹ Nam Đại Chiến The Dream Boys và nhiều vở diễn khác. Cô không chỉ khiến khán giả cười nghiêng ngả với lối diễn hài tưng tửng và độc đáo, mà còn có khả năng chạm đến tâm hồn và gây nước mắt cho khán giả qua các tác phẩm chính kịch. Vượt qua biên giới của sân khấu, Puka đã trở thành một trong những diễn viên hài trẻ hàng đầu trong nhiều chương trình truyền hình và game show phổ biến. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của Puka đã trở nên rộng rãi hơn trong cộng đồng giải trí. Năm 2016, cô đạt danh hiệu Á quân Cười Xuyên Việt, phiên bản cho nghệ sĩ và nhận giải thưởng Ngôi sao xanh, danh giá trong hạng mục Cô thắm về làng. Năm 2017 và 2019, Puka đã được đề cử trong top 5 và top 3 của giải Mai Vàng dành cho nữ diễn viên sân khấu và diễn viên hài. Puka hiện tại không chỉ là một diễn viên triển vọng trên sân khấu, mà còn là một gương mặt hài trẻ xuất sắc trong nhiều chương trình truyền hình và game show ăn khách. Năm 2020, cô ra mắt chương trình cá nhân đầu tiên mang tên Ủa Puka đâu rồi, với sự tham gia của nhiều khách mời là nghệ sĩ và fan club của cô. Năm 2022, Puka đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong sự nghiệp, bao gồm huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc và giải thưởng Ngôi sao xanh, hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lĩnh vực web drama. Hiện tại, Puka đã xác nhận việc kết hôn với nam diễn viên và ca sĩ Gin Tuấn Kiệt vào cuối năm 2023. Họ đã được biết đến là một cặp đôi từ năm 2019 và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả và nghệ sĩ, bạn bè. Diệu Nhi bắt đầu sự nghiệp của mình khi là sinh viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã gia nhập vào đội diễn viên của sân khấu kịch 5B, sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia vào vở kịch Trò chơi của quỷ. Sau đó vào cuối năm 2011, cô chuyển sang sân khấu Thế giới trẻ và bắt đầu chặng đường mới trong lĩnh vực sân khấu. Nhờ những thành công liên tiếp trong các tác phẩm sitcom đình đám, Diệu Nhi đã được vinh danh là nữ hoàng sitcom với tình cảm yêu mến từ phía khán giả. Với phong cách diễn xuất tinh tế, hài hước và độc đáo, cô đã tạo nên dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ. Diệu Nhi không chỉ gây ấn tượng với tài năng mà còn với tính cách hiền lành, đơn giản và duyên dáng. Từ nhỏ, cô đã thể hiện khiếu hài hước. Tuy nhiên, sự hiền lành của cô cùng với những áp lực trong showbiz khiến cô trải qua không ít khó khăn. Tuy nhiên, sự chăm chỉ và kiên định đã giúp Diệu Nhi vượt qua mọi khó khăn và tạo dựng vị trí của mình trong ngành. Diệu Nhi không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực diễn xuất mà còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thành công như Vừng ơi mở cửa ra, Bước nhảy hoàn vũ, Người ấy là ai, Bảy nụ cười xuân, Dòng ai và Sao nhập ngũ. Với nỗ lực không ngừng, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2016 được coi là một năm thành công đặc biệt đối với Diệu Nhi. Cô đã nhận được giải Mai vàng cho hạng mục nữ diễn viên sân khấu với vai diễn Thảo trong vở kịch Ma nữ si tình. Thành công tiếp tục đến với cô các năm sau đó qua các vai diễn trong các phim sitcom và điện ảnh như Gia đình là số 1, Thứ hai không hại được ai, Tôi là Tư hậu, Thập tam muội và nhiều tác phẩm khác. Với sự phát triển không ngừng, Diệu Nhi hứa hẹn sẽ tiếp tục ghi dấu ấn của mình trong làng giải trí Việt. Từ một cô gái bình thường, cô đã trở thành một biểu tượng nổi bật, mang lại niềm vui và tiếng cười cho hàng triệu người yêu nghệ thuật. Khả Như. Khi mới xuất hiện trước công chúng, Khả Như được khán giả biết đến với các vai diễn phản diện trong các vở kịch High School Musical. Nhưng sau khi cô về làm việc tại sân khấu Thế giới trẻ, cô đã được giao cho những vai nữ chính trong các vở kịch ăn khách như Chuyện tình Bangkok, vai ma nữ trong bộ phim điện ảnh Ăn khách 49 ngày, diễn cùng nam diễn viên hài Trường Giang, vai Thúy Diễm trong bộ phim Khát khao của chàng. Với vai diễn mẹ kế trong vở kịch Cõng mẹ đi chơi, Khả Như đã cho thấy khả năng nhập vai vào các vai diễn khác nhau. Vai diễn cá tính của cô là rất tốt. Với các nhân vật có tâm lý phức tạp hay số phận trắc trở, Khả Như đều lột tả được hết tâm trạng của nhân vật một cách sinh động nhất. Trong đó có vai diễn trong phim Đại ca U70 đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả. Với ngoại hình sáng sân khấu, khả năng diễn xuất tốt, Khả Như đã được nhà sản xuất tin tưởng giao cho vị trí cố vấn và dàn dựng kịch bản cho nhiều chương trình như Cười xuyên Việt, Cùng nhau tỏa sáng 2016. Ngoài ra, Khả Như còn tham gia các sitcom trên truyền hình như Nhà là để chọn, Âu chẳng thích đùa, Già néo đứt dây. Khả Như còn là một trong những nữ diễn viên hài mới nổi đang được yêu thích tại miền Nam. Với tài hoạt ngôn, sự hài hước theo phong cách riêng của mình, Khả Như đã tạo nên sự mới lạ trong phong cách hài của mình. Trên sân khấu, trên truyền hình là vậy, nhưng ít ai biết ngoài đời Khả Như lại là một người sống nội tâm. Nữ diễn viên này có sở thích đi dạo thành phố vào ban đêm chỉ một mình. Những điều chưa biết về nữ diễn viên này có thể sẽ khiến khán giả bất ngờ. Đó là cô từng trốn học và đạp xe một quãng đường dài 30 km để được uống sữa đậu nành. Cô từng chia sẻ về nỗi sợ khi lấy chồng, cho nên hiện tại nữ diễn viên chỉ nghĩ đến bản thân và công việc. Điều hạnh phúc nhất đối với Khả Như là cô có thể tự kiếm ra tiền và tằn tiện để tự mua một ngôi nhà cho mình.